Chào mọi người. Và hôm nay mình cùng với công ty đào tạo lái xe Bảo Ngọc làm những video hướng dẫn mọi người giải 600 câu hỏi lý thuyết trong thi bằng lái ô tô. Và mình đang áp dụng trong tập tài liệu tại trung tâm đào tạo lái xe Bảo Ngọc. Và ở nội dung phần thi lý thuyết này sẽ có hai phần chính, đó là phần chữ và phần hình. Và đối với phần chữ thì sẽ bao gồm 6 câu điểm liệt. Và phần chữ mình sẽ chia làm hai video. Video thứ nhất sẽ hướng dẫn mọi người giải từ câu số 1 cho đến câu 150. Và video thứ hai mình sẽ hướng dẫn mọi người giải từ câu 151 đến câu 304. Và đối với phần hình, mình cũng sẽ chia làm hai video. Video thứ nhất mình sẽ hướng dẫn mọi người giải từ câu 305 cho đến câu 486. Và video thứ hai mình sẽ hướng dẫn mọi người giải từ câu số 487 cho đến câu 600. Và bây giờ xin mời mọi người sẽ đến với video đầu tiên, hướng dẫn mọi người giải từ câu số 1 cho đến câu 150. Đối với phần chữ chúng ta cần chú ý một số điểm sau. Chúng ta nên chọn một đáp án cho mỗi câu hỏi, nên thường là những câu hỏi trả lời dài và chú ý có câu hỏi cả ý 1 và ý 2. Các đáp án có con số như hành lý mang theo xe khách thì không được quá 20 kg, đường sắt thì tạm dừng 5m, báo hiệu 500m, âm lượng cầu điện là 90 dB đến 115 dB, niên hạn ô tô chở người là 20 năm, ô tô tải là 25 năm, án phạt mắc giấy giả là 5 năm, dừng đỗ xe 0,25m 20m, thời gian lái xe liên tục 4 giờ, thời gian làm việc một ngày là 10 giờ, tuổi tối đa hạng E, nữ 50 tuổi. Và chúng ta chú ý dấu hiệu chọn câu đúng, những câu có từ bị nghiêm cấm, không được phép. Những câu hỏi liên quan đến lên dốc, xuống dốc thì luôn chọn đáp án có từ về số thấp hay về số 1. Những câu đáp án có từ thanh nối cứng chúng ta cũng chọn. Và dấu hiệu loại những câu sai, những câu có từ tăng tốc nhưng không nói thêm về tính an toàn thì chúng ta cũng loại. Những câu trả lời có từ tia lửa điện chúng ta cũng loại. Những câu trả lời có từ mô men xoắn thì chúng ta cũng loại ra. Và bây giờ chúng ta cùng giải các câu hỏi. Câu hỏi số 1. Hành vi đi xe cơ giới, xe máy chuyên dụng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không? Trong câu hỏi này là câu điểm liệt và có từ bị nghiêm cấm thì chúng ta chọn. Đáp án sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 2, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không? Tiếp tục vẫn là câu điểm liệt và có từ bị nghiêm cấm chúng ta chọn. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 3, người điều khiển xe mô tô, ô tô, máy kéo trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có bị nghiêm cấm hay không? Đáp án vẫn là đáp án có từ bị nghiêm cấm, đáp án số 1. Câu hỏi số 4, hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không? Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3, bị nghiêm cấm. Câu hỏi số 5, hành vi vượt xe tại các vị trí có tầm nhìn bị hạn chế, đường vòng, đầu dốc có bị nghiêm cấm hay không? Đáp án vẫn là đáp án có từ bị nghiêm cấm, đáp án số 3. Câu hỏi số 6, hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không? Vẫn là đáp án có từ bị nghiêm cấm, đáp án số 3. Câu hỏi số 7, việc lái xe mô tô, ô tô, máy kéo ngay sau khi uống rượu, bia có được phép hay không? Đáp án sẽ là đáp án không được phép, đáp án số 1. Câu hỏi số 8, hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dụng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có được phép hay không? Đáp án là đáp án số 2, không được phép. Câu hỏi số 9, hành vi lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới có được phép hay không? Câu hỏi này đáp án chính xác sẽ đáp án không được phép, đáp án số 2. Câu hỏi số 10. Khi xe đã kéo một xe hoặc xe đã kéo một rơ móc, bạn có được phép kéo thêm xe kể cả xe thô sơ hoặc rơ móc thứ hai hay không? Là đáp án sẽ là không được phép. Câu hỏi số 11. Bạn lái xe phía trước có một xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Mà trong trường hợp này thì xe cứu thương đang phát tín hiệu ưu tiên thì chúng ta sẽ không được phép vượt. Câu hỏi số 12 là một câu điểm liệt. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đổ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không? Đáp án chính xác sẽ là không được dừng xe, đổ xe. Câu hỏi số 13. Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có được quay đầu xe hay không? Tại những khu vực này thì chúng ta không được quay đầu xe, nên đáp án sẽ là không được phép. Câu hỏi số 14. Người điều khiển xe mô tô hai bánh
ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng xe để kéo hoặc đẩy các phương tiện khác khi tham gia giao thông hay không? Trong câu hỏi này là chúng ta sẽ đọc chọn đáp án số 4 là không được phép. Câu hỏi số 15, khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô bánh, xe gắn máy, những hành vi buông cả hai tay, sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, sử dụng chân chống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy có được phép hay không? Trong trường hợp này thì rất là nguy hiểm nên đáp án của chúng ta là không được phép, đáp án số 3. Câu hỏi số 16, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang, vác, vật cồng kềnh hay không? Tất nhiên là chúng ta sẽ không được mang, vác, vật cồng kềnh. Đáp án sẽ là không được mang, vác. Câu hỏi số 17, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác hay không? Chúng ta cũng không được làm những hành động như thế này vì rất là nguy hiểm nên đáp án chúng ta là không được phép. Câu hỏi số 18, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa hay không? Vì sử dụng ô khi trời mưa hay trời nắng đều không được phép nên đáp án của chúng ta là không được sử dụng, đáp án số 3. Câu hỏi số 19, khi muốn lùi xe nhưng không quan sát được phía sau, cần làm gì để đảm bảo an toàn? Trong trường hợp chúng ta muốn lùi xe mà chúng ta không quan sát được phía sau thì chúng ta không được phép lùi. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Câu hỏi số 20, người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính hay không? Trong trường hợp này chúng ta sẽ không được phép nha mọi người. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 21, người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt? Chúng ta sẽ không được quay đầu trong những khu vực như thế này. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 22, hành vi vận chuyển đồ vật cồng kềnh bằng xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được phép hay không? Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 23, hành vi sử dụng mô tô để kéo, đẩy mô tô khác khi bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không? Hành vi như thế này chúng ta cũng không được phép. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Câu hỏi số 24, khi gặp một đoàn xe tang hay gặp một đoàn người có tổ chức theo đội ngũ, người lái xe phải xử lý như thế nào? Chúng ta không được cắt ngang qua đoàn người, đoàn xe. Câu hỏi số 25, chủ phương tiện cơ giới đường bộ có được tự ý thay đổi màu sơn, nhãn hiệu hoặc các đặc tính kỹ thuật của phương tiện so với chứng nhận đăng ký xe hay không? Trong trường hợp này chúng ta cũng không được phép thay đổi. Câu hỏi số 26 là một câu điểm liệt. Khi đang lên dốc, người ngồi trên xe mô tô có được phép kéo theo người đang điều khiển xe đạp hay không? Trong trường hợp này chúng ta cũng không được phép. Câu hỏi số 27, khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cơ giới có được dừng đổ xe trên phần đường xe chạy hay không? Chúng ta không được dừng đổ xe trên phần đường xe chạy. Câu số 28, trên đường bộ, người lái xe ô tô có được phép dừng xe, đổ xe song song với một xe khác đang dừng đổ hay không? Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 29, khi điều khiển xe tăng số, người lái xe ô tô cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn? Chúng ta khi điều khiển tăng số cũng như là hạ số, chúng ta tuyệt đối không được nhìn xuống buồng lái, bởi vì khi chúng ta nhìn xuống buồng lái, chúng ta sẽ không quan sát được phía trước. Điều này sẽ rất là nguy hiểm cho việc lái xe ô tô. Nên đáp án số 1 là không được nhìn xuống buồng lái xe, đáp án chính xác. Câu hỏi số 30, khi điều khiển giảm số, người lái xe ô tô cần phải chú ý điểm gì để đảm bảo an toàn? Tương tự như câu số 29, chúng ta cũng không được nhìn xuống buồng lái. Chính vì vậy mà đáp án chính xác là đáp án số 2. Câu hỏi số 31 tiếp tục là một câu điểm liệt. Trên đoạn đường bộ giao nhau đồng mức với đường sắt, người không có nhiệm vụ có được tự ý mở, chắn đường ngang hay chắn đã đóng hay không? Trong trường hợp này chúng ta không được phép. Câu hỏi số 32, khi lái xe trên đường, người lái xe cần phải quan sát và đảm bảo tốc độ phương tiện như thế nào? Đáp án chính xác sẽ đáp án không vượt quá tốc độ cho phép. Câu hỏi số 33, việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong luật giao thông đường bộ? Đáp án chính xác sẽ là nghiêm cấm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép. Câu hỏi số 34, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Đáp án chính xác là đáp án làm hỏng, cố ý cọc tiêu, gương cầu, giải phân cách. Câu hỏi số 35, khi điều khiển phương tiện giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Thay đổi tốc độ xe trên đường, điều này được phép. Thay đổi tay số của xe trên đường bộ, điều mà chúng ta được phép. Chúng ta bị nghiêm cấm đối với trường hợp thứ ba, đó là đáp án lạng lách đánh võng trên đường bộ là hành vi chúng ta bị nghiêm cấm. Câu hỏi số 36, trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
hành vi vận chuyển hàng nguy hiểm nhưng có giấy phép, chúng ta được phép vận chuyển. Đáp án số 2 là vận chuyển động vật hoang dã nhưng thực hiện đủ các quy định có liên quan, điều này chúng ta được phép. Còn đáp án số 3, vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hàng nguy hiểm, động vật hoang dã, điều này chúng ta không được phép nha mọi người. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Câu hỏi số 37, hoạt động vận tải hành khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Hành vi đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, xuống khách nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá số người quy định. Điều này là bị nghiêm cấm nên đáp án chính xác là đáp án số 3. Câu hỏi số 38, khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Xâm phạm tính mạng, điều này là đã bị nghiêm cấm rồi nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Sơ cứu người là luôn là những hành động tích cực chúng ta nên làm. Câu hỏi số 39, khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Tiếp tục là xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị tai nạn và người gây tai nạn, điều này bị nghiêm cấm. Câu hỏi số 2, bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn trách nhiệm, điều này cũng bị nghiêm cấm luôn, nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3, cả ý 1 và ý 2. Câu hỏi số 40, theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông? Chúng ta xem đáp án. Đáp án thứ nhất là người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe đạp, xe gắn máy, điều này có rượu bia, chúng ta không được tham gia giao thông. Còn đáp án thứ hai, người ngồi phía sau người điều khiển xe cơ giới, chúng ta ngồi phía sau khi sử dụng rượu bia, điều này không nghiêm cấm. Còn đáp án số 3, người đi bộ, khi chúng ta sử dụng rượu bia, chúng ta đi bộ, cũng không bị nghiêm cấm. Nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 41, phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì? Các phương tiện giao thông qua lại trên đường bộ thì đó người ta gọi là phần đường xe chạy. Câu hỏi số 42, làn đường là gì? Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường sử dụng cho xe chạy. Còn câu đáp án số 2, là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường có bề rộng đủ cho xe chạy qua an toàn. Câu đáp án số 2 sẽ là câu đáp án chính xác. Phần đường xe chạy, chúng ta thấy phần đường cho xe chúng ta chạy qua lại là phần đường xe chạy, còn lan đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của phần đường xe chạy. Câu hỏi số 43, khái niệm khổ giới hạn của đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Khổ giới hạn của đường bộ, nó giới hạn về chiều cao và chiều rộng của đường bộ mà các phương tiện giao thông chúng ta đi qua lại an toàn. Điều đó mới gọi là khổ giới hạn của đường bộ. Đáp án thứ nhất là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao và chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để cho các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua lại an toàn. Đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2 sẽ là đáp án chỉ giới hạn về chiều rộng và đáp án số 3 là giới hạn về chiều cao. Nên đáp án số 2 và số 3 sẽ là không chính xác. Câu hỏi số 44. Đường mà trên đó phương tiện giao thông đường bộ được các phương tiện giao thông đến từ các hướng khác phải nhường đường thì qua nơi giao nhau, được cấm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường nào? Trong câu hỏi đó có câu trả lời, đó chính là đường ưu tiên, đáp án số 4. Câu hỏi số 45, người lái xe được hiểu như thế nào trong một khái niệm dưới đây? Người lái xe chính là người mà nhà nước chúng ta cấp bằng lái xe, và đó chính là các loại xe cơ giới. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Còn người điều khiển xe thô sơ là những xe dùng sức lao động của con người như xe đạp, xe xích lô và vân vân. Câu hỏi số 46. Trong khái niệm dưới đây, giải phân cách được hiểu như thế nào là đúng? Đáp án số 1 là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe vào những nơi không được phép. Câu này không đúng. Còn câu số 2 là bộ phận của đường để phân tách phần đường xe chạy và hành lang an toàn giao thông, cũng không đúng. Và câu hỏi số 3 và đáp án số 3 là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Đáp án chính xác sẽ đáp án số 3. Giải phân cách để phân chia phần đường thành hai chiều xe chạy. Đây là chiều đi lên và đây là chiều đi về. Giải phân cách có hai loại, loại cố định và đây chính là loại cố định được trồng cây xanh và xây bê tông cố định. Đây là giải phân cách để phân chia phần đường xe cơ giới và xe thô sơ. Bên trong này sẽ dành cho những xe thô sơ, còn bên ngoài này là xe cơ giới.
Giải phân cách có hai loại, loại cố định và loại di động. Và đây là loại di động, chúng ta có thể thay đổi, di chuyển cái giải phân cách này khi cần thiết. Câu hỏi số 47, giải phân cách trên đường bộ có những loại nào? Và là giải phân cách cố định và loại di động. Đó, nên đáp án chính xác là câu số 1. Câu số 48, khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Đáp án số 1, gồm có xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng. Xe máy chuyên dùng là một loại riêng, không nằm trong xe cơ giới, cũng như xe thô sơ. Nên đáp án số 1 chúng ta loại ra vì có từ xe máy chuyên dùng. Nên đáp án còn lại sẽ là đáp án chính xác, đáp án số 2. Để hiểu rõ hơn về xe máy chuyên dùng, thì đây là khái niệm về xe máy chuyên dùng. Gồm xe thi công, xe máy nông nghiệp, xe máy lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông. Xe máy thi công như chúng ta đã thấy đây là xe lưu dùng để cán khi chúng ta làm đường, đó là xe máy thi công đường. Xe máy nông nghiệp đây là xe chiếc xe máy cài. Còn xe đặc chủng sử dụng mục đích quốc phòng như xe phun khử khuẩn, chúng ta thấy đây, đây là những loại xe máy chuyên dùng. Câu hỏi số 49, khái niệm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ như đã giới thiệu thì nó sử dụng sức người là chủ yếu. Đáp án số 1, gồm xe đạp, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện, xe xích lô, xe lăn thùng dùng cho người khuyết tật, xe xúc vật kéo và loại xe tương tự. Đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2 gồm xe đạp, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng. Xe máy chuyên dùng là một loại xe đặc biệt, nó không thuộc cơ giới cũng như không thuộc thô sơ. Còn câu số 3 thì gồm xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi xe ô tô khác. Đây là những loại xe cơ giới. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại nào? Phương tiện giao thông đường bộ nó sẽ gồm có cơ giới, thô sơ và xe máy chuyên dùng. Nên đáp án là cãi 1 vị 2. Câu hỏi số 51, người điều khiển phương tiện giao thông gồm những đối tượng nào dưới đây? Khi tham gia giao thông đường bộ, nó có cả cơ giới, thô sơ và xe máy chuyên dùng. Và khi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ thì sẽ có cả ba loại xe này. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3, cãi 1,2. Câu hỏi số 52, đường cao tốc điều khiển như thế nào là đúng? Đáp án số 1, đường dành riêng cho xe ô tô và một số xe chuyên dùng được phép đi vào theo quy định của luật giao thông đường bộ. Theo quy định của luật giao thông đường bộ thì đây cũng là một câu đáp án đúng. Chúng ta xem đáp án số 2. Có giải phân cách phân chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt mà giải phân cách này xe không đi được lên trên, không giao nhau cùng mức với một hoặc các một số đường khác. Đáp án số 2 cũng là một đáp án đúng. Còn đáp án số 3, được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, đảm bảo giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra va vào ở những điểm nhất định. Đáp án số 3 cũng là một đáp án đúng, nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 4, tất cả các ý trên. Câu hỏi số 53, khái niệm người điều khiển giao thông được hiểu như thế nào là đúng? Trong đáp án thứ nhất là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chứ không phải là người điều khiển giao thông, nên đáp án số 1 là một câu đáp án sai. Còn đáp án số 2 là cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. Câu đáp án số 2 này là một câu đáp án đúng. Còn đáp án số 3 là người tham gia giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông ở bến phà, cũng là người tham gia giao thông chứ không phải là người điều khiển, nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 54, người tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Đáp án thứ nhất, người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ, cũng là một đáp án đúng. Còn đáp án số 2, người điều khiển, người dẫn dắt xúc vật, người đi bộ trên đường bộ, cũng là một đáp án đúng. Khi chúng ta đã đi trên đường bộ thì chúng ta có tham gia giao thông đường bộ. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3, cãi 1,2. Câu hỏi số 55, khái niệm đổ xe được hiểu như thế nào là đúng? Đáp án thứ nhất là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông có giới hạn trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xuống phương tiện đó xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. Khi đổ xe, chúng ta không giới hạn về thời gian. Còn đáp án thứ nhất là có thời hạn trong một khoảng thời gian cần thiết. Đây không phải là khái niệm về đổ xe. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 2 là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn về thời gian. Nên đáp án số 2 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 56. Trong một khái niệm dưới đây, khái niệm dừng xe được hiểu như thế nào là đúng? Đáp án thứ nhất là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian,
không giới hạn thời gian, đây là khái niệm dùng cho từ đổ xe. Nên đáp án thứ nhất là đáp án sai. Còn đáp án số 2 là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian cần thiết, đủ để cho người lên, xuống phương tiện xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện các công việc khác. Đáp án số 2 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 3 là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian, cũng là một câu đáp án sai. Câu hỏi số 57, cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào? Tất nhiên là được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Câu hỏi số 58, sử dụng rượu bia khi lái xe, nếu bị phát hiện thì bị xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể là bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Câu hỏi số 59, người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm? Đáp án số 1, bất cứ đèn nào miễn là mắt nhìn rõ về phía trước. Câu đáp án này nói rất là chung chung nên không chi tiết và rõ ràng. Chúng ta sẽ không chọn, chúng ta tiếp tục. Đáp án số 2, chỉ bật đèn chiếu xa, đèn pha khi không nhìn rõ đường. Vào khu dân cư, khu đô thị thì chúng ta đã có đèn đường rồi, chúng ta không cần thiết phải bật đèn pha, đèn chiếu xa. Còn đáp án số 3, đèn chiếu xa, đèn pha khi đường vắng, đèn pha chiếu gần, đèn cốt khi có xe đi ngược chiều. Điều này cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì khi đô thị chúng ta đã có đèn đường, chúng ta không cần thiết phải bật đèn chiếu xa. Đáp án số 3 cũng chưa hẳn là đáp án đúng. Còn đáp án số 4, đèn chiếu gần, đèn cốt chính là đáp án chính xác. Còn số 60, trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào? Tất nhiên là di chuyển với tốc độ thấp hơn, chúng ta nên đi về phía bên phải trong cùng. Câu hỏi 61, phương tiện giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi như thế nào? Tất nhiên là chúng ta cũng đi về phía bên phải. Câu hỏi số 62, khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe sử dụng còi như thế nào trong cái trường hợp dưới đây? Trong khu dân cư thì chúng ta lưu ý chúng ta chỉ được sử dụng còi từ 5 giờ sáng cho đến 22 giờ tối. Câu hỏi 63, trong trường hợp đặc biệt, để được lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng với thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới, bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây? Chúng ta lưu ý khi chúng ta thay đổi bất kỳ những thiết kế nào của xe thì chúng ta cần phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Nên đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Câu hỏi 64, người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi dưới đây? Đáp án thứ nhất là trên cầu hẹp có một làn xe, nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức của đường sắt, xe được quyền ưu tiên đã phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ thì chúng ta cũng không được vượt. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2 thì trên cầu có từ 2 làn xe trở lên. 2 làn xe trở lên có thể là 2, 3, 4 làn xe thì chúng ta vẫn có thể được vượt. Nên đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 3, trên đường có hai làn đường được phân chia vạch kẻ nét đứt. Đối với nét đứt thì chúng ta được cắn len mà chúng ta được lắn len để chúng ta vượt. Nên đáp án số 3 cũng là sẽ đáp án sai. Còi số 65, bạn lái xe trong khu dân cư có đông xe qua lại. Nếu muốn quay đầu xe, bạn cần phải làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông? Đáp án thứ nhất là đi tiếp đến điểm giao cắt gần nhất hoặc nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Tất nhiên, đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2, bấm đèn khẩn cấp và quay đầu xe từ từ bảo đảm an toàn. Chúng ta chỉ được phép quay đầu xe ở những nơi cho phép thôi. Nên đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 3, bấm còi liên tục khi quay đầu để cảnh báo với xe khác. Cũng rất nguy hiểm nên đáp án số 3 cũng là đáp án sai. Đáp án số 4, nhờ một người ra hiệu giao thông trên đường chậm lại trước khi quay đầu cũng không an toàn, nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi 66, bạn lái xe phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Khi có xe ưu tiên mà không phát tín hiệu ưu tiên thì chúng ta vẫn được phép vượt khi đảm bảo an toàn. Trong trường hợp này, đáp án số 4, được vượt khi đảm bảo an toàn là đáp án chính xác. Câu hỏi 67, người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây? Đáp án thứ nhất là ở khu vực cho phép đổ xe. Khu vực đổ xe chúng ta được phép lùi xe để chúng ta đổ xe cho an toàn. Đáp án số 2, ở khu vực cấm dừng và trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Ở khu vực này chúng ta cũng không được phép lùi xe. Còn đáp án số 3, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất trong hầm đường bộ, đường cao tốc chúng ta cũng không được lùi. Và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4. Câu 68, người lái xe không được quay đầu xe trong một trường hợp nào dưới đây? Đáp án thứ nhất, ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức của đường sắt. Khu vực này chúng ta cũng không được phép quay đầu xe. Còn đáp án số 2, ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Ở phía sau của phần đường dành cho người đi bộ qua đường chúng ta được phép quay đầu xe.
Còn ở phía trước có phần đường dành cho người đi bộ qua đường, chúng ta vẫn được phép quay đầu xe. Nên đáp án số 2 sẽ đáp án không chính xác cho câu hỏi này. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 69. Khi điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 4 bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép? Đáp án thứ nhất, buông cả hai tay, sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác và khác, sử dụng chân trống của xe quệt xuống đường khi xe đang chạy. Đáp án này là đáp án chúng ta không được phép, nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2, buông một tay, sử dụng xe để chở người hoặc hàng hóa. Thật ra chúng ta buông một tay thì vẫn được nha mọi người, nên đáp án này là đáp án không chính xác cho câu hỏi này. Còn đáp án số 3, đội mũ bảo hiểm, chạy xe đúng tốc độ quy định. Điều này đúng tốc độ quy định là được rồi, nên đáp án số 3 cũng là sẽ là đáp án không chính xác cho câu hỏi này. Còn đáp án số 4, chở người ngồi sau dưới 16 tuổi là cũng là một câu đáp án không đúng cho câu hỏi này. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu số 70, người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Khi chúng ta đủ 16 tuổi thì chúng ta sẽ được điều khiển các loại xe có dung tích xy lanh dưới 50cm khối. Đây được gọi là xe gắn máy. Nếu chúng ta đã được nhận thấy các bạn học phổ thông vẫn được điều khiển các loại xe gắn máy, đó là những xe dưới 50cm khối đối với dung tích xy lanh. Nên đáp án này sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 71. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 4 bánh có dung tích xy lanh từ 50cm khối trở lên và có loại có kết cấu tương tự, xe ô tô tải, máy kéo có tải trọng dưới 3,5 tấn, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Khi đủ 18 tuổi, chúng ta sẽ được điều khiển các loại xe có dung tích xy lanh từ 50cm khối trở lên và được điều khiển các loại xe có tải trọng dưới 3,5 tấn và ô tô chở đến 9 chỗ ngồi. Và câu hỏi này sẽ là chúng ta sẽ là 18 tuổi, tương đương loại bằng B đối với thi bằng lái ô tô. Câu hỏi số 72. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển các loại xe ô tô tải, máy kéo có tải trọng từ 3,5 tấn trở lên, xe hạng B2, kéo móc FB2. Thì trong trường hợp này thì tương đương với cái bằng C. Khi bằng C chúng ta đủ 21 tuổi, chúng ta sẽ được điều khiển. Đáp án chúng ta sẽ là đáp án số 2. Cấp bằng lái ô tô từ B, C, D, E thì chúng ta cứ cộng 3 tuổi là tương đương với một bằng. Bằng B là 18, bằng C là 21, thế thì bằng D sẽ là 24. Và câu hỏi số 73, người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi tương đương với hạng D. Hạng D thì chúng ta sẽ là 24 tuổi. Câu hỏi số 74, người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi tương đương với hạng E là 27 tuổi, đáp án số 3. Câu hỏi số 75, tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E là bao nhiêu tuổi? Câu đáp án số 1 là 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 76, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Đối với hạng A1, chúng ta chỉ được phép điều khiển loại xe từ 50 cho đến dưới 175cm khối thôi. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án số 2. Xe mô tô có dung tích xy lanh từ 175cm khối trở lên là đáp án chúng ta không được phép điều khiển đối với bằng A1. Câu hỏi số 77, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Đáp án số 1, xe mô tô 2 bánh có dung tích xy lanh từ 50 đến dưới 175cm khối. Đáp án số 1 là một đáp án chính xác. Chúng ta xem đáp án số 2, xe mô tô 4 bánh dùng cho người khuyết tật. Khi chúng ta có bằng A1, chúng ta vẫn được phép điều khiển xe mô tô 4 bánh dùng cho người khuyết tật. Nên đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 78, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Đối với hạng A2 thì chúng ta phép điều khiển các loại xe có dung tích xy lanh từ 175cm khối trở lên. Và chúng ta cùng xem đáp án. Đáp án số 1 là xe mô tô 4 bánh. Xe mô tô 4 bánh chúng ta sẽ có bằng lái riêng cho xe mô tô 4 bánh. Đối với đáp án số 2 thì xe mô tô 4 bánh có dung tích xy lanh từ 175cm khối trở lên và có loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Đáp án số 2 sẽ là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 3, các loại máy kéo nhỏ có tải trọng đến 1 tấn. Thì đối với máy kéo nhỏ có tải trọng đến 1 tấn thì chúng ta có bằng lái riêng. Câu hỏi số 79, người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển các loại xe nào dưới đây? A3 là được phép điều khiển các loại xe, đó là xe 3 bánh. Nên đáp án chính xác sẽ là xe mô tô 4 bánh. Câu hỏi số 80, người có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được điều khiển loại xe nào? Giấy phép lái xe chúng ta cần lưu ý những điểm sau. Giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe không hành nghề lái xe, điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải máy kéo có tải trọng dưới 3,5 tấn. Đối với hạng B thì chúng ta giống nhau cả, đó là chở đến 9 chỗ ngồi và
máy kéo có tải trọng đến dưới 3 tấn rưỡi. Còn B1 thì không được hành nghề. Và B1 có B11 là số tự động, B12 là số tự động và số tay. Câu hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có tải trọng dưới 3 tấn rưỡi. Thì về số người và tải trọng thì tương đương với bằng B1 nhưng chúng ta được phép hành nghề. Và hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có tải trọng từ 3 tấn rưỡi trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và B2. Đối với ô tô thì các bằng lớn hơn sẽ được điều khiển các bằng nhỏ hơn. Như hạng C thì chúng ta sẽ được điều khiển hạng B. Và lưu ý, hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, tức là hạng C là chuyên về lái tải, mọi người lưu ý nha. Đối với hạng D, cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C. Và hạng D là chuyên về chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Các hạng E cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D. Và hạng E cũng chuyên về chở người chở trên 30 chỗ ngồi. Và chúng ta lưu ý về các bằng F, giấy phép lái xe hạng FB2, FD, FE. FD chuyên chở người, FE cũng chuyên về chở người và FB2 cũng là chở người được hành nghề. Chúng ta lưu ý khi trở lên hạng F thì chúng ta được kéo rơ móc. Còn đối với FB2, FD, FE là chuyên về chở khách thì chúng ta được kéo ô tô chở khách nối toa. Còn riêng về hạng C đó là chuyên người lái tải và FC, khi lên F rồi chúng ta được kéo rơ móc. Và đối với FC chuyên lái tải thì chúng ta sẽ được lái đầu kéo kéo semi rơ móc. Chúng ta không được phép lái ô tô chở khách nối toa. Và đối với rơ móc và semi rơ móc người ta quy định như sau. Rơ móc là loại phương tiện có kết cấu một khối lượng toàn bộ phương tiện không đặt trên ô tô đầu kéo. Đây là rơ móc. Chúng ta có thể tưởng tượng khi chúng ta đặt hàng hóa trên đây thì phần lớn khối lượng sẽ không đặt trên ô tô đầu kéo mà đặt trên phần rơ móc thế này. Còn semi rơ móc được thiết kế để nối với ô tô đầu kéo và có một phần đáng kể của khối lượng đặt lên ô tô đầu kéo. Đây là semi rơ móc. Chúng ta chú ý khi đặt hàng hóa lên thì phía trước này nó sẽ không có bánh xe của semi rơ móc. Chính vì không có bánh xe nên phần lớn khối lượng hàng hóa đặt lên semi rơ móc sẽ là gánh nặng cho ô tô đầu kéo. Và semi rơ móc là những xe mà chúng ta chú ý phía trước thường là ít bánh xe. Còn rơ móc thì phía trước và phía sau sẽ có những bánh xe sẽ là trụ đỡ trọng lượng của hàng hóa. Đáp án này thì chúng ta thấy đáp án số 1 là có từ không hành nghề lái xe. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 81. Người có giấy phép lái xe hạng B1 được điều khiển các loại xe nào? Đối với B1 thì chúng ta không được hành nghề lái xe. Chính vì vậy mà trong đáp án số 1 có từ được hành nghề lái xe, đáp án không chính xác. Còn đáp án số 2 là không hành nghề lái xe là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 3 chúng ta thấy có trọng tải thiết kế trên 3 tấn rưỡi là không đúng với bằng B1. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 82. Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Còn đáp án số 1 chúng ta thấy tải trọng trên 3 tấn rưỡi là sai. Đáp án số 3, tải trọng trên 3 tấn rưỡi cũng là sai, nên đáp án chính xác chính là đáp án số 2. Câu hỏi số 83, người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Chúng ta xem đáp án thứ nhất, xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi là sai. Đối với hạng C từ 9 chỗ ngồi trở xuống thôi, nên đáp án số 1 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 2, xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi là cũng là một đáp án sai. Còn đáp án số 3, xe ô tô chở đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, máy kéo có tải trọng trên 3 tấn rưỡi là một đáp án chính xác. Câu hỏi số 84, người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Đối với hạng D thì chúng ta được chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Đáp án thứ nhất, ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe, ô tô tải, máy kéo có tải trọng trên 3 tấn rưỡi. Đáp án thứ nhất là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 2, xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là một đáp án sai. Còn đáp án số 3, xe kéo rơ móc, ô tô đầu kéo kéo semi rơ móc. Ô tô đầu kéo kéo semi rơ móc dành cho bằng FC, nên đáp án số 3 cũng là một đáp án sai. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 85, người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Hạng E chuyên chở người là trên 30 chỗ ngồi. Đáp án thứ nhất, xe kéo rơ móc, ô tô đầu kéo kéo semi rơ móc. Ô tô đầu kéo kéo semi rơ móc dành cho hạng FC, nên đáp án thứ nhất là đáp án sai. Còn đáp án số 3, ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, ô tô tải, máy kéo có tải trọng trên 3 tấn rưỡi. Đáp án số 2 là một đáp án chính xác. Đáp án số 3 là một đáp án sai. Vì đáp án số 3 chúng ta không được điều khiển loại xe ô tô chở khách nối toa.
Câu hỏi số 86. Người có giấy phép lái xe hạng FC được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Bằng FC là chuyên về lái tải nên nó sẽ được lái đầu kéo kéo semi remote. Trong đáp án thứ nhất có ô tô chở khách nối toa, nên đáp án thứ nhất là sẽ là một đáp án sai. Còn đáp án số 2, các loại xe được quy định cấp giấy phép lái xe hạng C có kéo remote, ô tô đầu kéo kéo semi remote và được điều khiển các loại xe quy định cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB2. Trong đáp án số 2 có từ ô tô đầu kéo kéo semi remote là một đáp án chính xác đối bằng FC. Còn đáp án số 3, mô tô hai bánh. Khi chúng ta có bằng FC rồi, chúng ta muốn điều khiển xe bánh, chúng ta vẫn đi thi bằng lái xe hai bánh. Chính vì vậy mà có bằng FC chúng ta điều khiển mô tô hai bánh là được là sai, nên đáp án số 3 sẽ là đáp án sai. 4 cũng là đáp án sai, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 87, người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các loại xe nào dưới đây? Trong đáp án thứ nhất, chúng ta chú ý các loại xe được quy định cấp giấy phép lái xe hạng E có kéo remote và được điều khiển các loại xe như ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cấp giấy phép lái xe hạng B1, B2, CD, FB2 và FD. Đây là những dòng xe chuyên về lái khách, nên đáp án thứ nhất sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 2, các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo remote, đầu kéo kéo semi remote chỉ dành cho bằng FC. Chính vì vậy mà đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Và đáp án số 3 cũng sẽ là một đáp án sai. Chính vì vậy mà đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 88. Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc là biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? Tất nhiên là chúng ta phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông rồi. Do đó, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 89. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta chú ý, cảnh sát giao thông thường chỉ tay hướng nào là chúng ta được đi theo hướng đó. Như trong hình là chúng ta cảnh sát chỉ tay sang hai bên, bên phải và bên trái của cảnh sát giao thông sẽ được đi và phía trước và phía sau phải dừng lại. Do đó, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 4. Câu hỏi số 90. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì như chúng ta đã biết thì cảnh sát chỉ tay hướng nào thì hướng đó được đi. Như vậy thì đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại trừ các xe đã ở trong khu vực giao nhau. Câu hỏi số 91. Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây? Chắc có lẽ ai cũng biết, đó chính là đỏ, vàng và xanh. Câu hỏi số 92. Biển báo hiệu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen là loại biển gì dưới đây? Đó chính là biển báo cấm. Câu hỏi số 93. Biển báo hiệu có dạng tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen là loại biển báo gì dưới đây? Đây là một dạng đặc trưng của biển báo nguy hiểm. Câu hỏi số 94. Biển báo hiệu hình tròn có nền màu xanh lam, có hình vẽ màu trắng là loại biển gì dưới đây? Đây là một dạng đặc trưng của biển báo hiệu lệnh. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Câu hỏi số 95. Biển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên màu xanh lam là loại biển gì dưới đây? Đó chính là biển báo chỉ dẫn. Đây chúng ta có thể thấy hình vuông, hình chữ nhật, nền màu xanh thì đó chính là biển báo chỉ dẫn. Câu hỏi số 96. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo nào? Thì chúng ta phải chấp hành theo hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời. Câu hỏi số 97. Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây? Đáp án thứ nhất là phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Đây là một đáp án chính xác. Chúng ta xem đáp án thứ hai. Phải mang theo phù hiệu học viên tập lái cũng là một đáp án chính xác. Đáp án số 3. Phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. Đối với người đi tập lái thì chúng ta không cần thiết phải mang theo những giấy tờ này. Chính vì vậy mà đáp án số 3 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 4 thì cả ý 1 và ý 2. Đây chính là một đáp án đầy đủ nhất. Chúng ta nên chọn đáp án số 4. Câu hỏi số 98. Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các giấy tờ gì dưới đây? Đáp án thứ nhất, phải mang theo phù hiệu giáo viên dạy lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực, giấy phép xe tập lái do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực. Đáp án thứ nhất cũng là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 2, phải mang theo phù hiệu học viên tập lái. Đối với người dạy thực hành lái xe thì không cần thiết phải mang theo phù hiệu học viên tập lái xe. Chính vậy đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 3, phải mang theo giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, biên lai thu phí bảo trì đường bộ.
Đối với giáo viên dạy lái xe thì chúng ta không cần thiết phải mang theo biên lai thu phí bảo trì đường bộ. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 99. Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây? Đáp án thứ nhất, gắn hai biển tập lái trước và sau xe, có hệ thống phanh phụ được lắp đặt, bảo đảm hiệu quả phanh, được bố trí bên ghế ngồi của giáo viên dạy thực hành lái xe. Đáp án số 1 cũng là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng xem đáp án số 2. Xe tập lái loại tải thùng có mui che mưa, che nắng, ghế ngồi cho học viên, có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Đáp án số 2 cũng là một đáp án chính xác, nên chúng ta nên chọn đáp án số 3, cải 1,2. Câu hỏi số 100, việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào? Đáp án thứ nhất, tại các cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện và phải đảm bảo công khai minh bạch. Đối với các cơ sở đào tạo lái xe thì chúng ta chưa có chức năng để thi sát hạch. Đáp án số 2, tại sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe. Sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe cũng chưa có chức năng để thi sát hạch cấp bằng lái xe. Còn đáp án số 3, tại các trung tâm sát hạch lái xe có đủ điều kiện hoạt động và phải đảm bảo công khai minh bạch. Nên đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 101, khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì? Chúng ta cùng xem đáp án thứ nhất, giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo của hãng xe đang điều khiển. Khi chúng ta đang điều khiển xe, chúng ta phải mang theo bằng lái xe phù hợp với từng loại xe, chứ không phải là giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Thứ nhất sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 2, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới sau khi cải tạo. Khi chúng ta điều khiển xe thì xe chúng ta chắc chắn là những xe được phép lưu hành chứ không phải là xe sau khi được cải tạo. Chính vì vậy mà đáp án số 2 cũng là một đáp án sai. Chúng ta cùng xem đáp án số 3. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển. Nếu loại xe đó cần phải có, các loại giấy tờ còn có giá trị sử dụng. Nên đáp án số 3 sẽ là một đáp án đầy đủ ý nghĩa nhất và phù hợp nhất cho câu hỏi này. Câu hỏi số 102. Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mắc để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian là bao nhiêu năm? Đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn là 5 năm. Câu hỏi số 103. Khi người lái xe ô tô dừng, đổ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình, bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây và không gây cản trở nguy hiểm cho giao thông? Ta chỉ được phép cách lề đường, hè phố không được quá 0,25 mét, tương đương với 25cm của chúng ta. Câu hỏi số 104. Khi dừng, đổ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đổ xe ở vị trí các xe ô tô đang đổ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông. Trong trường hợp này thì chúng ta nên dừng đổ cách xe đang đổ bên kia đường tối thiểu là 20 mét. Câu hỏi số 105. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào? Tao nói thứ nhất là chúng ta hãy cho xe đi bất kỳ làn đường nào là sai. Chúng ta chỉ được phép đi trên những làn đường quy định cho từng loại xe, hoặc là giữa hai làn đường nếu không có xe phía trước cũng sai luôn. Đáp án số 2, phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn. Câu đáp án số 2 này là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 3, phải cho xe đi trong một làn đường. Khi cần thiết phải chuyển làn đường, người lái xe phải quan sát phía trước để đảm bảo an toàn. Khi chúng ta muốn chuyển làn đường mà chúng ta quan sát phía trước mà không quan sát phía sau thì rất là nguy hiểm. Câu hỏi số 106. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Đáp án thứ nhất, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên trái. Xe thô sơ là những xe chạy chậm nên chúng ta không được phép đi trên làn đường bên trái mà chúng ta nên đi trong làn đường bên phải trong cùng. Đáp án số 1 là đi trên làn đường bên trái là sai. Còn đáp án số 2, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. Đây là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng xem đáp án số 3. Xe thô sơ đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông. Trong trường hợp này, xe thô sơ chúng ta lưu ý không được đi trên làn đường phù hợp. Quy định cụ thể là xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng. Nên đáp án số 3 là một đáp án không rõ ràng. Và đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 107. Bằng lái xe trong khu vực đô thị từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau và cần vượt một xe khác, bạn cần báo hiệu như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?
Trong khu vực đô thị thì nơi đông dân cư sinh sống. Chính vì vậy mà từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng thì chúng ta hạn chế sử dụng kèn để xin vượt. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án số 4, chỉ được báo hiệu bằng đèn thôi. Câu hỏi số 108, trong khu dân cư ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng được quay đầu xe? Chúng ta chỉ được phép quay đầu xe ở những nơi cho phép. Và đáp án thứ nhất, ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Đây là một đáp án chính xác. Chúng ta còn xem đáp án số 2, ở nơi có đường rộng để cho các loại xe chạy một chiều. Đây là một đáp án không chính xác. Còn đáp án số 3, bất kỳ nơi nào cũng là một đáp án không chính xác. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Còn số 109, khi điều khiển xe chạy trên đường, biết có xe sau xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì? Trong trường hợp này chúng ta thấy có từ tăng tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt và không nói từ an toàn, nên đáp án thứ nhất sẽ là đáp án sai. Đáp án số 2, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát vào phía bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe xin vượt. Đáp án số 2 sẽ là một đáp án chính xác. Còn chúng ta xem đáp án số 3, cho xe tránh về phía bên trái của mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Chúng ta muốn cho xe phía sau vượt, chúng ta cần phải tránh về phía bên phải để nhường phía bên trái cho xe sau vượt, nên đáp án số 3 sẽ là đáp án sai. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 110, khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Chúng ta cùng xem các đáp án. Đáp án thứ nhất, quan sát gương, ra tín hiệu, quan sát an toàn và chuyển hướng. Chúng ta cùng xem đáp án số 2, quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu, chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. Đây là một đáp án có thể nói là đầy đủ nhất. Chúng ta cùng xem đáp án số 3, quan sát gương, tăng tốc độ, có từ tăng tốc độ nhưng không nói từ an toàn. Câu đáp án số 3 sẽ là đáp án sai. Câu hỏi số 111, khi lùi xe, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn? Đáp án thứ nhất, quan sát phía trước và cho xe lùi ở tốc độ chậm. Khi chúng ta lùi, chúng ta cần phải quan sát về phía sau chứ không phải quan sát về phía trước. Còn đáp án số 2, lợi dụng nơi đường giao nhau đủ chiều rộng để lùi. Nơi đường giao nhau thì chúng ta hạn chế lùi xe, chính vì vậy đáp án số 2 sẽ là một đáp án sai. Còn đáp án số 3, phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm thì mới được lùi, nên đáp án số 3 sẽ là đáp án đầy đủ nhất. Câu hỏi số 112, khi bạn nhìn thấy đèn phía sau xe ô tô có màu sáng trắng, ô tô đó đang trong trạng thái như thế nào? Nếu trong trường hợp này thì ô tô của chúng ta đang chuẩn bị lùi hoặc đang lùi. Câu hỏi số 113, khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Chúng ta cùng xem các đáp án. Đáp án thứ nhất, nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào gần chỗ tránh hơn, chúng ta phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi. Đây là một đáp án chính xác. Đáp án số 2, xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc. Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước. Đây cũng là một ý đúng. Và chúng ta lưu ý là xe xuống dốc của chúng ta phải nhường đường xe đang lên dốc. Bởi vì xe lên dốc chúng ta đang rất là vất vả để đi được lên dốc. Nên chúng ta phải nhường đường cho xe đang lên dốc. Còn đáp án số 3, xe lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc. Đây là một đáp án sai. Chúng ta xem đáp án thứ 4 là cả ý 1 và ý 2. Đây chính là đáp án đầy đủ nhất. Câu hỏi số 114, bạn lái xe trên đường hẹp xuống dốc và gặp một xe đang đi lên dốc, bạn cần phải làm gì? Tất nhiên là chúng ta phải nhường cho xe đang lên dốc rồi. Câu hỏi số 115, tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên, phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Khi chúng ta đi trên đường không ưu tiên thì chúng ta phải nhường đường cho những xe đi trên đường ưu tiên. Nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Câu hỏi số 116, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Và đây là quy tắc nhường đường, có vòng xuyến thì nhường đường bên trái và không có vòng xuyến thì nhường đường bên phải. Nên đáp án chính xác cho câu hỏi này sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 117, xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông? Trong trường hợp này thì đáp án số 1 có từ thanh nối cứng, chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 118, việc nối giữa xe kéo và xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? Trong đáp án chúng ta có từ thanh nối cứng, chính vì vậy mà chúng ta nên chọn đáp án số 3. Còn câu hỏi số 119, xe kéo rơ móc khi tham gia giao thông phải tuân thủ các điều kiện nào ghi dưới đây? Chúng ta lưu ý khi kéo rơ móc tham gia giao thông, chúng ta cần phải tuân thủ điều kiện là phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ móc, hoặc là phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ móc, nên đáp án này sẽ làm rõ chính xác. Câu hỏi số 120,
xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần phải tuân thủ quy định nào dưới đây? Số 1 là phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện các biện pháp bắt buộc để bảo vệ đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông. Đây chính là một đáp án chính xác đầy đủ nhất. Câu hỏi số 121. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào? Khi chúng ta tham gia giao thông đường bộ thì chúng ta phải bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm rồi. Do đó đáp án chính xác sẽ là đáp án khi tham gia giao thông đường bộ. Câu hỏi số 122. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào dưới đây? Đáp án số 1. Chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi. Đây cũng là một đáp án chính xác. Chúng ta còn xem đáp án số 2. Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là một đáp án chính xác, vì chúng ta được phép chở 2 người trong trường hợp chúng ta áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật. Nên đáp án số 3 sẽ là cãi 1,2 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 123. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây? Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 124. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép, có thể dừng lại một cách an toàn trong trường hợp nào dưới đây? Đáp án thứ nhất, khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm hoặc có chướng ngại vật trên đường, khi chuyển hướng xe chạy hoặc tầm nhìn bị hạn chế, khi qua nơi đường giao nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường vòng, đường có địa hình quanh co đèo dốc. Đây là những khu vực nguy hiểm chúng ta được phép giảm tốc độ tối đa cho phép hoặc có thể dừng lại. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Còn chúng ta xem đáp án số 2. Khi qua cầu, cống hẹp, khi lên gần đỉnh dốc, khi xuống dốc, khi qua trường học, khu vực đông dân cư, khu vực đang thi công trên đường bộ, hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Đây cũng chính là những khu vực mà chúng ta nên hạn chế tốc độ tối đa cho phép, có thể dừng lại. Nên đáp án số 2 cũng là một đáp án chính xác. Chúng ta còn xem đáp án số 3. Khi điều khiển xe vượt qua xe khác trên đường quốc lộ, đường cao tốc, khi muốn điều khiển xe vượt qua xe khác là chúng ta không thể giảm tốc độ được. Chính vì vậy đáp án số 3 sẽ là đáp án số 2 sai. Chúng ta nên chọn đáp án số 4, cãi 1,2. Câu hỏi số 125. Khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu báo rẽ trong trường hợp nào dưới đây? Số 1 là khi cho xe chạy thẳng. Khi chạy thẳng là chúng ta không cần phải bật tín hiệu báo rẽ. Chính vì vậy đáp án số 1 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 2, trước khi thay đổi làn đường. Đây là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 3, sau khi thay đổi làn đường. Chúng ta thay đổi làn đường rồi, chúng ta không cần thiết phải bật tín hiệu báo rẽ để cho các xe khác biết. Nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Còn câu hỏi số 126. Trên đoạn đường hai chiều không có giải phân cách ở giữa, người lái xe không được vượt xe khác trong cái trường hợp nào dưới đây? Đáp án thứ nhất, xe bị vượt bất ngờ tăng tốc độ và cố tình không nhường đường. Trong trường hợp này chúng ta muốn vượt cũng rất là nguy hiểm, nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Chúng ta cùng xem đáp án khác thử coi. Đáp án số 2, xe bị vượt giảm tốc độ và nhường đường. Trong trường hợp này chúng ta được phép vượt. Khi xe bị vượt chúng ta đã nhường đường cho chúng ta vượt rồi, nên đáp án số 2 sẽ là đáp án không chính xác cho câu hỏi này. Chúng ta cùng xem đáp án số 3. Phát hiện có xe đi ngược chiều. Chúng ta phát hiện có một xe đi ngược chiều trên đoạn đường định vượt thì chúng ta không được vượt. Nên đáp án số 3 cũng là một đáp án chính xác. Nên câu trả lời chính xác sẽ là câu số 4, cãi 1,3. Câu hỏi số 127. Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp? Đáp án số 1. Khi đã buồn ngủ rồi mà chúng ta còn tăng tốc độ kết hợp với nghe nhạc nữa thì rất là nguy hiểm. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án sai. Còn đáp án số 2. Quan sát, dừng xe tại nơi quy định, nghỉ cho đến khi nào hết buồn ngủ và đi tiếp. Đây là một đáp án chính xác. Còn đáp án số 3, sử dụng một ít rượu bia để hết buồn ngủ và đi tiếp cũng rất nguy hiểm, nên đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 128. Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây? Khi không có biển báo hiệu đi theo bồn xuyến, tức là không có đảo an toàn, thì chúng ta nên nhường đường cho những xe đến từ phía bên phải của chúng ta. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 129. Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi xe mô tô phía sau vượt? Đáp án thứ nhất, nếu đủ điều kiện an toàn, người lái xe phải giảm tốc độ, đi sát về phía bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Đây là một đáp án chính xác. Câu hỏi số 130. Trong các trường hợp dưới đây, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần phải thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng xem các đáp án. Đáp án số 1. Phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có cài quai đúng quy cách,
mặc quần áo gọn gàng, không sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính. Đây là một đáp án đầy đủ chính xác. Câu hỏi số 131. Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây? Người ta quy định trong khu vực đông dân cư chính là những khu vực như nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn. Và những khu vực có cấm biển báo là khu vực đông dân cư thì đó chính là đường bộ trong khu vực đông dân cư. Còn đáp án số 2 là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn và những đoạn đường có đông dân cư sinh sống sát dọc theo đường có các hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông được xác định bằng biển báo hiệu là đường khu đông dân cư. Đáp án số 2 sẽ là một đáp án chính xác và đầy đủ. Và sau đây là những câu hỏi liên quan về tốc độ. Và đối với những câu hỏi liên quan về tốc độ, chúng ta cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất là ngoài khu vực đông dân cư, tức là ngoài khu dân cư. Đây là những dấu hiệu nhận biết cho câu trả lời đúng. Chúng ta chú ý đến trên bếp xì tét cho khu vực ngoài khu dân cư. Còn trong khu vực đông dân cư, đối với đường đôi thì chúng ta quy định là 60, còn đường hai chiều chỉ là 50. Tất cả các loại xe cơ giới trừ những xe tham gia quy định là nhỏ hơn hoặc bằng 40 km/h. Và những xe quy định nhỏ hơn hoặc bằng 40 km/h đó chính là những xe như sau. Đó là xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, xe đạp điện. Câu hỏi số 132. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự trên đường bộ, trừ đường cao tốc không được vượt quá bao nhiêu km/h. Có từ xe máy chuyên dùng thì những dòng xe này chỉ được chạy tối đa là 40 km/h. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 2. Câu hỏi số 133. Trên đường bộ trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách giữa xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? Chúng ta chú ý, trong khu vực đông dân cư mà đường đôi thì chúng ta được phép chạy tối đa là 60 km/h đối với tất cả các dòng xe trừ những xe quy định là 40. Câu hỏi số 134. Trên đường bộ trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư đường hai chiều không có giải phân cách ở giữa xe mô tô hai bánh, xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? Đối với đường hai chiều mà trong khu vực đông dân cư thì chúng ta chỉ được phép chạy tối đa là 50 km/h. Còn câu hỏi số 135. Trên đường bộ trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào dưới đây được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50? Xe máy chuyên dùng theo quy định là chỉ được chạy tối đa là 40 km/h, nên đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Đi kèm với đó là đáp án số 3 cũng là một đáp án sai, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 136. Trên đường bộ trừ đường cao tốc, trong khu vực đông dân cư, đường đôi hoặc là đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, loại xe nào dưới đây được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60? Còn đối với đáp án số 2 là xe gắn máy, xe máy chuyên dùng thì xe máy chuyên dùng này quy định tốc độ tối đa cho phép chỉ có 40 km/h, nên đáp án số 2 sẽ là đáp án sai. Và đi kèm với đó là đáp án số 3 cũng là xe mà đáp án sai, chính vậy đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1. Câu hỏi số 137. Trên đường bộ trừ đường cao tốc, ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách ở giữa, loại xe nào dưới đây được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90? Chúng ta chú ý, ngoài khu vực đông dân cư mà đường đôi tốc độ tối đa cho phép là 90 thì dấu hiệu nhận biết đó chính là từ đến. Đến ở đây là đến 30 chỗ ngồi, nên câu đáp án nào có từ đến 30 chỗ ngồi thì chúng ta chọn. Trong này có đáp án số 2 là đến 30 chỗ ngồi. Câu hỏi số 138. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách ở giữa trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80? Ngoài khu vực đông dân cư mà đường đôi tốc độ tối đa cho phép là 80 thì dấu hiệu nhận biết của nó là từ trên. Trên ở đây là trên 30 chỗ ngồi. Trong trường hợp này, còn đáp án số 2 có từ trên 30 chỗ ngồi. Câu hỏi số 139. Trên đường bộ, ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách ở giữa, trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70? Ngoài khu vực đông dân cư mà đường đôi, tốc độ tối đa cho phép là 70, thì dấu hiệu nhận biết của nó là bíp, là xe bíp. Nên câu trả lời nào có từ xe bíp hoặc là ô tô bíp thì chúng ta chọn. Và trong đáp án chúng ta thấy đáp án số 1 có từ ô tô bíp. Những câu trả lời nào trừ ô tô bíp, đây là một đáp án sai nha mọi người. Câu hỏi số 140. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách ở giữa, trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60? Chúng ta lưu ý, ngoài khu vực đông dân cư mà đường đôi mà quy định tốc độ tối đa cho phép là 60 thì dấu hiệu nhận biết của nó là từ xì tét.
Trong đáp án này, đáp án số 1 sẽ có từ Autocitet, thì đáp án số 1 sẽ đáp án chính xác. Câu hỏi số 141. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, không có giải phân cách ở giữa. Đường 1 chiều có một làn xe cơ giới, trên đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80. Chúng ta chú ý, ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, tốc độ quy định là 80. Thì chúng ta dấu hiệu nhận biết của nó là có từ đến. Và đáp án số 3 có từ đến 30 chỗ ngồi, nên đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 142. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, không có giải phân cách ở giữa. Đường 1 chiều có một làn xe cơ giới, trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70. Chúng ta chú ý, ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, tốc độ tối đa cho phép là 70, thì dấu hiệu nhận biết của nó là từ trên, tức là trên 30 chỗ ngồi. Và đáp án số 2 có từ trên 30 chỗ ngồi, đáp án số 2 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 143. Trên đường bộ, ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, không có giải phân cách ở giữa. Đường 1 chiều có một làn xe cơ giới, trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60. Trong trường hợp ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, tốc độ cho phép là 60, thì dấu hiệu nhận biết của nó chính là xe ô tô bíp. Trong này, đáp án số 3 có từ ô tô bíp, nên đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 144. Trên đường bộ, ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, không có giải phân cách ở giữa. Đường 1 chiều có một làn xe cơ giới, trừ đường cao tốc, loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50. Chúng ta chú ý, ngoài khu vực đông dân cư, đường 2 chiều, mà tốc độ tối đa cho phép là 50, thì dấu hiệu nhận biết của nó chính là xe ô tô Citet, và đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Và sau đây là sẽ là những câu hỏi liên quan về khoảng cách. Đối với vận tốc của chúng ta quy định nhỏ hơn 60 km/h thì không quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe, mà chúng ta nên chủ động giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe. Còn vận tốc của chúng ta bằng 60 thì mới quy định về khoảng cách an toàn là 35m giữa hai xe. Còn vận tốc của chúng ta lớn hơn 60 và nhỏ hơn bằng 80 thì chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe là 55m. Vận tốc của chúng ta lớn hơn 80 và nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h thì chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn là 70m. Còn vận tốc của chúng ta lớn hơn 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 120 km/h thì chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn là 100m. Rồi, bây giờ chúng ta cùng giải đáp. Câu hỏi số 145, tối thiểu từ lớn hơn 60 cho đến bằng 80 thì chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn là 55m. Còn câu hỏi số 146, trong trường hợp lớn hơn 80 đến bằng 100 km/h thì chúng ta nên giữ khoảng cách an toàn là 70m. Câu hỏi số 147, thì trong trường hợp chúng ta chạy trên 100 đến 120 km/h thì giữ khoảng cách an toàn là 100m. Câu hỏi số 148, khi chúng ta chạy với tốc độ dưới 60 km/h thì chúng ta phải chủ động giữ khoảng cách an toàn là được, không quy định về khoảng cách an toàn. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3, cải 172. Câu hỏi số 149, người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức cần thiết. Chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn trong trường hợp nào dưới đây. Khi chúng ta gặp biển báo nguy hiểm thì chúng ta cần phải chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng những tình huống có thể xảy ra. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác. Câu hỏi số 150, người lái xe phải giảm tốc độ đi sát về phía bên phải của phần đường xe chạy trong trường hợp nào dưới đây. Khi muốn vượt xe khác là chúng ta nên vượt về phía bên trái để đảm bảo an toàn. Nên đáp án số 1 sẽ là đáp án không chính xác. Đáp án số 2, khi vượt xe khác tại đoạn đường được phép vượt. Khi vượt xe khác mà chúng ta đi sát phía bên phải cũng không đảm bảo an toàn. Nên đáp án số 2 sẽ là không chính xác. Còn đáp án số 3, khi xe sau xin vượt và đảm bảo an toàn. Khi xe sau xin vượt thì chúng ta nên đi sát phía bên phải để xe sau xin vượt. Đáp án số 3 sẽ là đáp án chính xác. Còn đáp án số 4, khi xe sau có tín hiệu vượt về phía bên phải. Khi xe sau đã vượt phía bên phải mà chúng ta đi về phía bên phải nữa là rất nguy hiểm. Đáp án chính xác sẽ là đáp án số 3. Và đó là 150 câu hỏi mình được hướng dẫn cho mọi người. Nếu mọi người thắc mắc hoặc chưa rõ câu hỏi nào thì có thể để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người được rõ hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video.